phút 41 trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ, cầu thủ Hoàng Thị Loan đã có pha vào bóng nhạy cảm với tiền đạo Trinity Rodman trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Busra Kabubi không cho Mỹ hưởng quả 11m. Sau khi tham khảo va qua bộ đàm với các trợ lý, trọng tài đã quyết định xem lại va và cuối cùng trao cho đội tuyển nữ Mỹ quả 11m. Trọng tài Kabubi đã giải thích lý do đưa ra quyết định qua micro để tất cả mọi người trên sân có thể nghe thấy. Bà khẳng định rằng tình huống va chạm của cầu thủ Việt Nam với cầu thủ Mỹ là một phạm lỗi trong vòng cấm vì đã có tác động cản phá trái phép. Điểm mới tại World Cup nữ 2023 là các quyết định về va sẽ được trọng tài giải thích rõ ràng trước khán giả trên sân. Cách giải thích sẽ ngắn gọn và dễ hiểu để phù hợp với trình độ tiếng Anh của các trọng tài. Điều này giúp trọng tài sau khi xem va có thể đưa ra quyết định tranh cãi một cách minh bạch và công bằng.